Vâng, xin chào các bác nha. Đây hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cách chúng ta xem cái clip cài đặt cái vang MacBook MV900 nhé. Thì có hai cách để chúng ta xem clip đó, tại vì là em không đăng lên kênh 5 tép chính mà em đăng lên kênh phụ. Thì các bác sẽ vào là hướng dẫn cài đặt vang MacBook. Đây, chúng ta có thể là vào mục tìm kiếm đó. Cái lúc này chúng ta theo cái mục là hướng dẫn cài đặt vang MacBook, chúng ta ấn vào đây thì nó sẽ lên ngay trên đầu này, này. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể là vào kênh Nam Phát, qua chữ Nam Phát. Nam Phát Audio. Đấy, thì chúng ta vào hẳn trong kênh luôn, đấy, công ty Nam Phát. Thì nó cái video nó cũng nằm ngay trên đầu này, hướng dẫn cài đặt vang MacBook MV900 đây. Thì các bác sẽ click vào đây. Đấy, click vào đây thì nó sẽ cái video hướng dẫn ở đây. Thì ở đây dưới đây nó sẽ có cái đường link này. Đường link này là cái đường link để các bác tải phần mềm nhé. Thì chúng ta lấy nhấn vào đường link này chúng ta tải phần mềm. Thì trong điện thoại trong máy tính nó đều có cái đường link này này, đấy, cái đường link này em để sẵn như đây là đường link để tải phần mềm. Chúng ta lấy vào đây. Ở đây thì nó sẽ đây, thì nó sẽ ra đây đúng không? Đây thì chúng ta sẽ ấn vào cái mũi tên bên đây để chúng ta tải xuống. Đây, ấn vào mũi tên này. Đây, tải xuống. Đây. Chờ một chút để nó tải nhé. Nhiều bác là đến đây là click vào đây là không được nhé, click vào đây là không tải được nhé. Chúng ta phải ấn vào cái mũi tên bên này. Cái mũi tên ở đây để chúng ta tải nhé, mũi tên bên này. Đây. Chờ một chút thì để máy nó đang kết nối, tại vì máy mạng nó chậm ạ. Mạng nhà em nó hơi đơ thì nó chờ một lúc nó mới tải xuống. Đấy, như thế thôi. Thì trong khi tải xuống này chúng ta sẽ có cái phần mềm này chúng ta mở lên bình thường thôi để kết nối thôi. Đấy. Đây ví dụ như là đây. Ra cái file này thì chúng ta click trực tiếp vào đây thôi. Đấy nó mở ra, thế là xong. Và các bác xem hướng dẫn nhé, cả phần cài tay, cả phần cài máy là có. Đấy, như thế thôi nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác.